đều tiến độ, tất cả cùng đạt đến tiêu chuẩn mà Chúa đã thẩm định cho hội thánh. Nghĩa là nếu một người mặt mày như giấy nhưng mà trên rửa móng tay xong thì móng tay không thể tự hào rằng tôi đạt đỡ vì tôi nói mặt tôi nhiều hơn, thì đạt đỡ đơn độc phải lập thi thể không làm cho cả thân thể đạt đỡ, và thân thể chỉ đạt đỡ cho đến chừng mọi thi thể trong thân thể đều đạt đến mức đạt đỡ của chính mình và đạt đỡ trong liên hệ với nhau. Cho nên trong bài học này chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều về trách nhiệm của người lãnh đạo phải trang bị hội thánh, trang bị công dân Chúa, và cũng nhấn mạnh rất nhiều về trách nhiệm của công dân Chúa phải thi hành công việc mục vụ chức việc hầu việc Chúa theo ơn như ân tứ mà Chúa đã ban cho từng người và theo sự huấn luyện trang bị mà mình đã nhận được trong hội thánh. Chúng ta nhấn mạnh về sự gây dựng thân thể Chúa chung với nhau trong một tiến trình tiếp tục không ngừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Và sẽ đạt được mục đích đó đòi hỏi tất cả sẽ được kinh nghiệm sự thay đổi trưởng thành, và từng người đạt tiêu chuẩn mà Chúa đặt để cho mình trong thân thể Chúa.